thì game này nó cũng đầu, đơn giản thôi, không có quá phức tạp. Đầu tiên đó là trong game này chúng ta sẽ có hai phe, đó là phe dân làng với lại là phe của cám. Thì phe của cám là nó sẽ có tổng cộng là 4 đồng minh, nhưng mà trong cái game 5 người thì chỉ có 2 con thôi, là cái cám với lại mẹ kế. À, rồi cái hay của game này là như sau, đó là mình có quyền đổi phe thoải mái. Nói đổi phe có nghĩa là ví dụ như mình là cái người cầm cái thẻ này, con cám này đi, nhưng mà mình có quyền quăng cái thẻ này cho bất kỳ người nào đó để người đó trở thành con cám mới, và sau đó là mình đổi phe thành dân làng, mình giết nó luôn. À, đây là cái game được gọi là game là đùn đẩy trách nhiệm. Khi mà mình thấy phe mình ngu quá không có khả năng thắng nữa thì mình đổi phe mẹ nó luôn. À, rồi thì có hai nhân vật cần lưu ý, đó là con cám muốn chiến thắng á, thì ví dụ như mình đang có 4 lá đi, thì mình sẽ đánh hết toàn bộ 3 thẻ này cho tới khi mình còn 1 thẻ, mình đánh xuống là phe cám thành chiến thắng. Ok. Rồi cách thứ hai là có cái thẻ mẹ kế này nè. Nếu như mà phe dân làng hiến tế lộn mẹ kế, có nghĩa là mẹ kế nó đứng ra nó giả bộ giống như là một cám vậy đó, mọi người chọn con này là con cám nè, hiến tế lộn thì phe cám giành chiến thắng luôn. Biết không, biết không, không quan trọng, tại vì đó là hai này á nó không cần biết nhau cũng được nè, và không có biết, không biết nhau nó càng tốt nè. Và ok xong cuối cùng á là thẻ giao ước tái sinh này là cái thẻ để dùng để hiến tế con cám nè. Thì cái này là những cái thẻ này là có nội dung của trong phim đó. Trong phim có những cái nội dung chi tiết là được đưa vô cái thẻ này. Okay. Xong thì á mình sẽ đánh thẻ này ra và mình chọn, nhưng mà cái người được chọn khi nào chỉ còn hai thẻ trên tay mình mới được quyền chọn cái này. Rồi ha. Cha đánh ngay rồi chọn ngay một thẻ họ để cám quá. Nếu mà cám thì sao? Nếu như mà em còn hai lá đi, anh đánh thẻ này ra anh chọn em thì em phải lật bài cho mọi người xem. Nếu như con đúng rồi. Còn nếu mà mẹ kế thì phải cám nặng. À. Còn nếu mà không phải là hai người này thì chơi tiếp bình thường. Nghe về đấu trí á. Nghe đấu trí và có quyền đổi thẻ. Anh muốn vô chơi cho mình. Ok, mọi người chơi một game kiểu phá không phải bán game nói gió nói sạc. Đánh bài kiểu này luôn luôn. Rồi. Không, sáu người thì cũng chỉ thêm một giao tới sinh này. Ê, cháu bạn hay là có thêm giao tới sinh này là hay là cứ chọn cháu lại. Còn hay là hết là coi như là phe dân làng không còn công cụ đi giết cám nữa, là phe dân làng không luôn đó. Có face như nhau. À đây đây đây, cái gì cái này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chia vai trò trước. Mọi người được nhận cái vai trò của mình xong rồi mình bí mật mình coi nha. Là anh à? Dân là ai cũng là dân làng hả? Con cám nó cũng là dân của cái làng này mà. Đúng rồi, bây giờ mình giữ. Nhưng mà cái thẻ này lát còn mình có thể truyền đi lúc nào cũng được hết á. Miễn là cái lá bài chức năng nó cho phép. Và bây giờ mọi người sẽ được chia cho 3 lá bài. Được, cái này được xem. Tất cả bây giờ là bài trên tay mình hết đúng không? Đúng rồi, bài trên tay. Rồi, luật chơi rất đơn giản, tới lượt mình rút 1 đánh 1. À. Rồi, sau khi làm xong là chuyển qua lượt của người tiếp theo. Rồi, ok, anh đi dưới đây ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ rút 1 lá và mình đánh 1 lá. Chức năng được ghi trên thẻ bài rất là đơn giản, người đọc là mọi người sẽ hiểu liền. Game này trông gọi là trông vỏ vẻ xấu nhưng mà gọi là óc khá là thú vị đấy chứ. Có cái trò đổi phe em ra, ok, cái giếng chọn một người chơi người đó bỏ lá. Nếu mà lộc. Chúng ta mấy ơi, chỉ có phe dân làng và phe mẹ con. Đúng rồi. Mà nếu mà chọn được 8 là mình thắng luôn đúng không? À, không, người ta được quyền chọn bỏ lá. Người ta bỏ, người ta bỏ. Ok, chọn người được bỏ thôi. Anh cầm thẻ nhân vật lên luôn vậy. Thằng này cám này. Cám rồi, chết rồi. Còn không cầm là chắc cám rồi. Không rồi. Các em ngồi nghe là ví dụ lại mất bỏ một lá rồi. Bỏ một lá. Cầm lên, cầm lên, cầm lên. Cái nhân vật của mình là chung với lại cái kia luôn á. Bỏ là úp hay là ngửa? Ngửa lên. Rồi, ok. Giờ sao? Qua lượt. Cái này mình có quyền chọn mình để bỏ luôn đó nha. Hay ơi, nhưng mà em có được bỏ thẻ nhân vật của em đi không? Được, nhưng mà bỏ thẻ nhân vật của mình đi là mình lỗ. Có tí bỏ cảm như là mình có thẻ. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình làm ra được rồi. Mình hình dung, cái thẻ cảm vô cái khen của mình. Nghĩa là mình đang cái bài đó, mình có quyền thắng bằng cái bài đó hoặc là mình chuyển cái đó qua cho người khác để người đó thua. À, ok ok. Ở đây đây. Ok ok ok. Nhưng mà có nhiều lá bài ở đây á, nó cho mình đổi bài lắm nha. Nên là mình chuyển cho anh thấy rồi, anh thấy rồi. Anh thấy rồi, trông nó lạ lắm. Có nhiều cái gây lú lắm. Đâu? Lặng lặng.
nhưng mà để đây test nha, test nha, em đánh bài lên bạn này, thắng bằng cách là cho người ta nhích tới rồi, tức là bạn này sẽ là mục tiêu của em ấy. Họ ra mục tiêu của tiếp theo một lượt, à một lần một lượt, thắng xuống nhà luôn, một lần duy nhất thôi. Tức là bây giờ bạn này phải đánh thẻ vào bạn này. Tức là nhà này dùng cái gì? Cái này phải dùng gì? Cứ bắt tôi nhiều phải lên em. Anh có một cái gì? Nhưng mà thẻ đó, có một không dùng bắt buộc cứ bỏ đánh một, bỏ bồ đi đánh bồ. Như thế này là gian đúng hay là mình chọn? Thì có nghĩa là cái lật lật là có nghĩa là một review á. Chúc qua. Lật này, chúc qua giúp một nhà. Thì là nhà này giúp à? Đúng rồi, ba này. Bạn chọn giữ một thẻ và đưa cho người khác. Đây chính là nhà này giúp ba. Tại vì là cái thẻ này nó bị ám vào. Các thẻ này trước mặt người chơi hoặc là mục tiêu của người chơi, tức là bạn này là giúp ba xong thì phải đưa cho bạn này. Không, nhà này là nhà giúp ba, tại vì nhà này là mục tiêu. Không, cái này nó ghi mà. Đây, mục tiêu cái lá này thì là mục tiêu, có nghĩa là những cái lá nào mà chọn mục tiêu thì cái lá này mới có tác dụng. Còn cái này là đánh ra ta ghét bản thân, ta ghét bản thân này, bản thân thì cái này là đây xong bắt đầu nó chọn giữ là đưa cho người khác. Cái này thì cái này bạn sẽ là cái này, tại vì á nó sẽ có ghi rất rõ là cái này á, những cái lá bài mà chọn mục tiêu thì cái này nó mới phát huy. Nghĩa là bên này là một thẻ và em là một thẻ, nghĩa là bạn này đánh đúng không, đúng rồi. Thì hai người này được. Còn khi nào á có một lá gì như là chọn, nó phải chọn, ta ghét người khác, em ok. Đưa cho hai người, ông ba đưa cho hai người không phải bỏ một. À, ông ba giữ một đưa hai người lại. Đúng rồi. Tự nhiên thêm bài là gì? Bài thứ hai hay là chỉ trong ba là đấy thôi. Trong ba là lắm thôi, kia không có được là lấy bài trên tay nữa. Hết bài có trộn lại không em? Không, okay. Bài là mình sẽ bước vô cái không, bài không, bài không cần bóc nữa. Nè nghe nha, nghe nha. Đúng rồi. Tại mình hết bài trên tay là mình thua nha. Bài là mạng của mình đó. À, có bài à. Hết bài là thua. Không phải là con cám thì cám hết bài là thắng. Cám phải hết sạch bài là thắng. Ờ. Dân hết bài là thua. Đúng rồi. Okay. À, rút cái thẻ. Dân hết bài là hết cứu. Còn nếu mình không hết thì bỏ luôn hai lá đó luôn. Bỏ cả hai thẻ luôn. Có thể. Mình muốn thì có thể bỏ hai. Còn không mình được giữ một. Ờ, cái này đầu tiên là giữ một và bỏ một thẻ. Bỏ hai luôn. Có quyền bỏ hai luôn. Tại có đôi khi á mình là phe cám mình đâu có muốn giữ bài nhiều. Mình đang đi phá bài mà. Anh cứ bỏ đi, em biết anh là ai. À, nếu mà bỏ hai lá là có thể là thấy ra tao là cám này. Nhưng gì ghẻ, bỏ hai lá gì ghẻ đấy. Cũng có thể gì ghẻ, không nói gì ghẻ. Cám vô mà đầy phết. Game này hay phết, game cái này hay này. Không được, không được. Phút 1 rồi đánh đi anh. Game này vui quá. Phút 1 rồi đánh. Phút 1 rồi đánh. Vui nhanh rồi đánh. Game siêu rồi. Game này đánh. Nhưng mà game này bị cái là phải 5 người chứ lên mới được. Anh đánh đi, phải phát 1 phải đánh được làm. 5 người cũng được rồi. NPC à? Không phải NPC. Giống như anh chia Avalon vậy, phải có 5 người trở lên mới được. Không sao, gì đâu. Anh chiến 2. Rồi, rút 2. Có quyền giữ 1. 4 người đó thì kiểu nào anh bỏ mẹ. Không, không có chia được 4 người luôn. Bởi vì nó phải có mẹ gì ghẻ để nó nhiều thông tin nữa. Ừ, rồi, ok, ok. Được quyền bỏ 2 luôn. Qua rồi. Cái gì ấy? Bốc 2, bỏ 2 luôn. Nghe lại nhỉ? Nè, căng thẳng. Phá bài. Trong này á nó còn hai lá lễ hiến tế nữa. Cái lá đó là lá cho phép mình giết một người bất kỳ luôn á. Nhưng mà nếu mà giết sai là mình chết. Ok. Rồi cái này vui nè. Rồi bây giờ mọi người chọn một lá trên tay, mình để vô giữa, mình xào cái đống đó lên và chia lại cho mọi người một lá. Cái này là cái cách mà con cám nó chạy vòng nè. Từ từ. Đây nhá. Rồi, bây giờ con cám nó có quyền nó bỏ cái thẻ đó vô. Rồi, xào lên. Cái này vui nè. Xong rồi chia lại mọi người ạ. Đúng rồi, xào lên chia lại cho mọi người. Mẹ bây giờ là đổi phe này. Rồi bây giờ đổi phe là tấn công rồi đó. Con cá nó quyền cho vào luôn. Được, nhưng mà như thế thì chắc là phải gửi cho mọi người cùng mọi người làm. Ví dụ em mà lúc sau là con cá nó cầm với cái thẻ. Cái chơi thì chắc là nhà nhìn được không? Thì nó lại. Đáng thẻ nó không đáng ra. Mình có quyền rồi. Mình đem lại đi. Đi, con cá. Là phải dân làng cũng phải tỉnh táo chơi cho đàng hoàng. Sao mọi người đang đi đến đâu rồi? Bốc 2. À. Bốc 2 bốc. Gần hết cái lá này có giới hạn trong bộ bài á. Đánh hết là lát hết là không còn đồ xài đâu. Hết rồi, hết rồi. Hết bài là 6 loại. Không, hết bài là hết. Eliminate. Lá này đi. Ê. Cái bỏ gì đấy? Bắt buộc phải bỏ. Ok. Sẽ có lá này như vậy. Chơi xong rồi là con này. Con gì đấy? Thế thì em phải bảo là chúng ta biết là có. Rút đi. Anh chơi đi. Rút 1. Đánh đôi. Đánh 1. À, em vẫn còn cái hai hoa không hai. Vứt rồi. Một lần thôi, nó chỉ một lần thôi. Cái này là chỉ một vòng thôi hay là đến khi nào bị thì được. Ok. Hút mắm.
cho xin một thẻ đây, xem một thẻ đây. Xem một thẻ, check phụ mập. Check qua. Qua thêm phải cáo không ạ? Đồ má check đúng thẻ cáo thì to rồi luôn. Không mà nói đâu. 25% thôi mà. Nhưng mà check xong nhiều khi nói xạo đâu ai biết được. Check ra được cám level 2. Thằng này cái hả? À, hũ mắm á. Cám level 2 là hũ mắm luôn. Phi sốt. Thôi chơi đi anh, có một người chơi. Má bây giờ thì tiện không biết cám nắm đâu luôn. Anh thì anh không biết luôn em. Ba. Là cháy nhỉ? Bơm bài mày bơm bài cho tao à? Đi chợ. Như hai người kế bên à? Cốc phòng đăng. Trông clear nhỉ? Bơm bài. Trông rất là clear đấy. Mẹ mua cốc phòng ba dân. Thế đây hai người là gì? Mấy kia ra cám kìa. Trông không lấy ít lắm. Mua cốc phòng đăng. Nên nó đang tìm kéo sát này, nhưng mà chưa thấy ai chơi. Ở đâu ấy? Anh không biết. Thằng này nó đi tìm ở tháng rồi, có ai chơi sát đâu? Không có. Hôm nay không có chơi sát này được. Sát không ở đây thì không có đâu. Ở đây sát chỉ còn nhóm riêng thôi. Anh chơi gì Vương Triều cũng chiến rồi. Mình đi lên đâu, đi ngang qua tầng 2 đấy. Lâu đại ca. Nó chứ ta có sát rồi. Là gì ấy? Hả? Anh chơi đi anh. Mày anh. Có một người chơi đi anh. Thế phải tìm, bây giờ mình phải tìm người Liêm. Ai Liêm? Ai Liêm bỏ tay xuống. Mày không? Cái gì đấy? Bảo vệ. Bảo vệ ai? Bảo vệ mình à? Bảo vệ trọng người, bảo vệ nha. Bảo vệ bản thân. Ok, tôi bảo vệ bản thân, ok. Game này mà. Game vui quá. Thú vị. Liêm. Ui, giờ Liêm ấp. Không ai quay chụp bên kìa. Không ai quay. Bên kìa. Nó bên kia à? Mấy thứ đâu? Đêm trăng máu. Đêm trăng máu. Rồi, gần hết đêm trăng máu rồi đó. Tiếp tục giống nãy á, mọi người chọn một thẻ. Tất cả mọi người cả... Đúng rồi, cái này chỉ bảo vệ mình khỏi target thôi. Còn đây là event. Cái này... Bắt lên trăng máu, đêm trăng máu anh ơi. Chơi máu, lướt năng. Lướt xong thay đổi thay. Từ. Không, cái này chỉ chống target thôi. Ok. Thay đổi. Cho người khác, đủ để thí nghiệm rồi bạn. Trăng máu. Ui, xoay. Tao bốc lên được con cám thì tao tự sát luôn. Đây game kia là game cũng xịn đấy. Đẹp trong máu là để cho tấm đẹp mà. Làm nào mà mình vứt cái đá này đi rồi xong rồi mình trộn lại nó ra là đấy nhỉ? Nó giáo. Hay là hai thằng đều cho vào. Còn đây. Cứ một cái chơi đi anh. Mình không có thông tin mọi người có thông tin gì không? Đảm bảo lúc này là có lễ hiến tế rồi đó. Chịu rồi. Rất con cám ơi. Chưa biết ai em ơi. Má cái làng này không có phối hợp với nhau rồi. Làng này vẫn đang hết chứ. Ai dám tự gì? Vấn đề là... Rồi một người chơi bỏ bài cho nó tới khi còn hai thẻ. Ấy dạ. Chọn ai. Ác đấy. Không có chọn bên này được nha. Bên này được đang được duy trì cầu gà mới về. Thôi mấy người này. Mày là ai một tên? Nhà này mày là mày là bốn. Ông 6 ghê lắm, à không phải ông nhiều bài, biết là phải ông Liêm. Nhiều bài mới là dân chứ. Nhiều bài mới Liêm. Nhiều nhạc, chửi nhạc. Thế ra đã Liêm rồi đó. Ông Liêm vừa có cái ấy mà. Bây giờ hai lần hiến tế rồi. Hiến tế chắc máu rồi, bây giờ không có ai Liêm rồi. Nó bỏ xuống 2 nhưng mà. Nhiều bài nó dễ. Thật kìa. Rồi chọn 2 lá rồi. Anh lại không Liêm rồi. Bác này, bỏ thường lượng, được dùng 10 lá hay chỉ 4 lượng lá? Đúng 1 lá. Bỏ lượng rồi. Bỏ lên. Không lượng. Đấy à, mất một cái lá hiến tế rồi. Nhưng mà Lê hiến tế có thể đi cùng với lại cả hiến tế là dùng với ai cũng được hết. Nếu như chọn đúng cám thì phe thắng, nhưng mà chọn sai là anh thua, anh bị chết. Anh cảm thấy cũng được. Hy sinh. Đây kiểm tra cho bạn kia Liêm không đã. Đây, em đối đầu cho. Rồi. Vừa hai thẻ. Lần lên, review. Nếu có cám thì dây thân thắng luôn. Lên review hết cả hai thẻ luôn. Đây em thắng rồi. Rồi. Ôi, ông này bỏ hai lá em đang nghi là fake mạnh kế rồi. À. Fake cá rồi em là cám cho nhà này. Alo á, outplay. Cho nhà này bỏ hai luôn. Má. Chưa mà kịp dùng quả thị. Tại vì nhà này bỏ hai đang fake là mạnh kế để mọi người kiểm tra. Đó bên này tin liền. Outplay. Game hai đấy, làm game ơi. Anh cảm thấy bên này toàn dân thôi. Bên này, ông này mới là người thế này. Có bên này toàn dân. Thì em phải chết lấy kít luôn đi, bên này không ấy thì chơi toàn luôn. Toàn bộ chưa kịp đánh. Không sao em.
tao làm game mới nên được game hiểu thêm nhiều. Ông này còn rút bài dân quá. Phản ông này. Phản ông này. Đó rồi bây giờ mình bỏ cái lại cái mẹ này ra. Bốn người đúng không? Ông nào chia ông mất mình cảm ấy. Hay đấy, ông phải cảm với lại mẹ kế dáng này chơi hay đấy. Má ông lây nguyên làng luôn. Ủa là hồi nãy tên nhân náo là có đổi phe không? Không, em giúp cảm gì rồi. Ồ, em giúp mẹ kế thì được. Đúng, nghĩa là hai người này chơi hay, hai người này chơi game này chơi hết có 15 phút rồi, nhanh lắm. Game này nhanh mà, game này nhanh hơn. Game này. Ơ, thì có 5 rồi, game này 6 rồi. Nhưng mà, phần mẹ kế thế ăn mà, phần cả thế hơi nhiều. Ơ, cái lệ hiện thế có liên quan gì đến đâu? Sao lệ hiện thế ở đâu anh? Phần lệ hiện thế. Thiếu cảm. Cảm thấy cháu không phải ông biết nhiều bài dân quá rồi chơi được mấy người này cho này chơi được từ 5 đến 10 người chơi được rồi hả? Mười người nhanh hơn nữa tại vì mười người thì lẹ lắm. Mười người thì cái vùng sầm gốc mà nó ít đúng rồi. Đây sao có hết được hả? Có sau này sẽ có test thêm cái của vua biết kìa. Thế nào ra phim mới ra phim luôn. Rồi sao nó lên chia cho mọi người. Tại vì á, có con mẹ kế vô, mọi người phải check qua một round nữa, nãy mình vội quá. Anh đang định, anh có cái hũ mắm anh định chết phát nữa nhưng mà... Không, em có cái là lấy một thẻ mình muốn, chỉ cần em xem được phát là được rồi. Em đang có cái quả thị, em đang tính dơ hai của em ra. Không được cái đúng như là thẻ nhân vật thì thấy nhân vật má. Thế nhân vật má. Chỉ có hai người là nhân vật thôi. Chỉ có hai nhân vật thôi, còn những thẻ kia là khác. Chơi gì à? Thôi mà nhớ. Nhớ đâu người ta giả vờ sao? Ông cố tình như thế thì vẫn là phá lộ game. Lộ game. Nhưng là chỉ có người đấy mà nó tất cả đều là. Còn. Thế thì khác thôi, còn lại là. Nó giống như kiểu là phát defuse ấy. Kiểu là dân làng đó nhưng mà dân làng có phép á. Game hay, chắc là phim hay đúng không? Phim này nghe nói là đầu tư lớn nhất Việt Nam, còn biết hay không? Đúng rồi, cái này là làm như phim nè. Những cái thẻ bài trong game này mọi người coi là mốt coi phim là hay rồi đó. Yeah. Như kiểu poker luôn này không? Đúng rồi, phim kinh dị. Phim kinh dị mình không xem được. Phim này nó hơi go nha, kiểu máu me hơi nhiều. Con. Mọi người đủ 4 lá chưa? Đủ rồi. Okay. Rồi. Tại vì á mình chơi đông á 7-8 người á có thêm mấy con phe hũ cám á cũng chạy lắm. À, tụi nó vô nó quá phá lá còi ngáo mẹ rồi luôn. Đấy, mạnh em ạ. Cảm thắng cái nhau đi thôi. Cảm thắng cái nhau đi thôi. Rồi bạn sao đây? Lia vài nhanh. Lật tha thẻ trên tay xong rồi xem bí mật toàn bộ thẻ của người khác. Ôi, ha? Ghê hết quả thị đây, vừa lấy em tính cùng. Oh no. Nhưng mà kiểm tra hành chính. Ai? Ok. Không có mất nha, cho mọi người coi thôi. Là đó, bên đây là có cái giếng với cái dây chuyền đầu gà. Rồi bây giờ là anh sẽ được quyền con mò top. Bye bye. Kiểm tra người anh chết em sẽ chết thắng cùng em à. Bí mật cái con người chết cân lại. Chết cân sạch. Chỉ anh chết. Đúng rồi. Đúng rồi. Giải quyết luôn. Liêm không? Liêm không? Liêm. Rồi, sao bỏ đi hả? Không, sao rồi, sao rồi. Không một. Trông Liêm ấy nhỉ? Nguy hiểm. Dùng quả thị ngay để xem ai với ai. Có cái lá cùng tên á, mình có quyền đánh ra để mình cancel mấy cái lá hạt động. Nốt. Nhưng mà đánh vậy ra thì người ta kiểu ngay cùng mày có cái gì để chú là mì. Chơi hài. Bài hề. Trông không liêm lắm. Không liêm. Hay bỏ một. Bỏ hai này. Liêm trong game này nó chỉ là khái niệm thôi. Từ liêm không liêm lẹ lắm. Thuốc ra thóc gì đấy. Thóc, là anh bỏ lá này đúng không? Bỏ. Ok, bỏ. Bỏ rồi. Lá bốc phi bài em đồng đội. Thay đánh giá là không tốt. Theo gì? Đánh giá là không tốt. Không giống dân lắm. Cộng bài lại không tốt đó. Đúng rồi. Vũng tốt là không dùng. Chắc gì hai người ông bên cạnh, hai người anh bên cạnh á. Người đấy đâu, biết người đấy là ai. Hai. Hai. Hút hai bỏ hai này. Hai bỏ hai. Từ, có gì? Bỏ hai lời cho nó máu. Ê, bỏ luôn là hai lá này đúng không? Được, bỏ hai lá luôn. Lộ mình là cám luôn. Dạ không sao đâu chị, cứ đứng đi. Em vừa đi xuống là sao rồi chị? Khoán đổi. Cái này là dưới nào ấy? Tắm xuống đây là biết. Rồi, khoán đổi một thẻ với một người chơi khác thì có nghĩa là chọn một người, hai người tự đổi lựa cái thẻ mình đổi. Ok. Nhưng mà có thể chơi cái trò là thùng hát tao đổi cái miệng ghế cho mày, mày đổi cả cho tao thôi. Chí bạn, chí bạn. Bỏ lá nào được hay là bỏ hai thẻ vừa rút? Bỏ hai. Bỏ một trong hai thẻ vừa rút. Toàn thẻ ngon em ạ.
đi bỏ thôi. Không, không có được giữ hai nha, chỉ được giữ một thôi. Nó bỏ đi. Thôi bỏ. Tôi đánh rồi phải bỏ đi anh chấp nhận. Thảo cụ nhiều quá. Công cụ nhiều quá. Thôi cái này đi, cái con này chưa lộ thì cầm tặng. Rồi. Như có một quả thích rồi không á? Có một quả thích rồi không á? Một quả thích rồi không? Không, hình như hai ba quả thích. Anh muốn đi. Xem gì? Múc mắm. Xem lá rồi. Chọn lá, xem. Nào. Xem một lá. Xem, chiến thành chính, chiến thành chính. Tổ lái bắt vô. Xôi ngọt quá. Xôi quá. Xôi ngọt quá. Để anh ấy xôi đi. Này có xôi gì à? Ngon nhỉ? Xôi em. Xôi cái này. Có xôi gì ấy nhỉ? Có xôi xem ấy. Anh đi ai? Mỗi người một thẻ. Một hỏng lố thôi. Một thẻ thôi. Mỗi người chọn một thẻ. Mỗi người chọn một thẻ để đưa. Ta đưa mày. Chọn má. À đổi phe. Check lên đi. Được. Lộ hết. Đổi luôn. Trời luôn. Được rồi. Cái này là. Anh đưa một thẻ cho anh ấy. Anh đưa một thẻ cho anh. Đưa quả thị đi. Cái gì đâu? Đưa cái gì nhỉ? Ôi trời ơi, lại đưa cái này. Trời, trời đi, hỏng rồi. Đưa cái gì này, lễ hiến tế. Hỏng rồi. Một câu này. Một thằng đưa con cá, một thằng đưa lễ hiến tế. Chơi được không? Có được. Đây là ông hưởng vui này. Hỏng rồi. Chơi luôn rồi, phá bài. Bỏ hai này. Bỏ hai này. Bỏ hai, một trong hai này đấy. Nghĩa. Nghe mà Liêm mà. Tôi Liêm hả? Cũng Liêm, có thể là Liêm. Liêm hả? Anh Liêm. Á cái dây chuyền đầu gà lợi hại lắm. Không, một trong hai lá anh uống rồi. Giữ tới cuối game là bên phe kia luôn. Một trong hai lá mình cũng ơi. Bỏ cho một trong hai lá mình cũng rồi. Bỏ thăm cái này. Mới rút rồi, còn được chậm bài cũng rồi. Vậy là hai lá mới rút ngon lắm. Nay cũng thế mà. Liêm. Không cần cái này bỏ luôn. Anh à. Liêm, nghe có vẻ Liêm. Legit nha. Rồi, gần hết hai rồi đó, Hai có 5 sao đó. Anh đang tính toán làm nào bây giờ? Khó ghê game này, lạ. Liêm. Bây giờ bỏ đi chân máu à? Phải rồi, Liêm mình cua. Bỏ đi chân máu là bên kia mệt người rồi đó nha. Liêm mình cua. Anh chỉ. Bên nào? Chọn hướng mọi người nhậu vui rồi xong rồi. Bên nào? Bên phải đúng không? Bên phải không này à? Bên phải là tay phải mày. Đây. Đứng trước đi. Đây. Ê, mọi người chọn một lá, đưa hết luôn á. Anh Liêm, đúng rồi, đưa hết tất cả mọi người một lượt luôn á. Anh Liêm. À, mình biết được phải là gì mà. Đây, cho anh lá này. Để đây, mọi người để xuống, mọi người di chuyển thôi. Để xuống, mọi người chọn xuống lá. Để xuống rồi di chuyển. Để xuống rồi, bỏ cái thế đâu. Được không? Anh nói, thấy để cái gì được hết. Đẩy, một cam ba người đi luôn. Bỏ luôn. Rồi, ok. Nếu sắp đứng quá chết rồi. Lượng quá. Thế giờ nó nhiều mua quá anh quá. Nhưng anh phải rồi. Rồi ok. Rồi. Mọi người nhận lá mới của mình. Ok. Chơi tiếp. Cứ thẻ. À. Cuối cùng giờ thế biết cám nằm đâu luôn. Đúng biết. Không, anh biết ở đâu. Ván nãy cám gì mẹ. Em về anh tệ vali luôn. Rút 2. Tại rút 2. Rút bỏ 2 thôi. Ván này thắng. Ván này sáng. Ờ cám thắng luôn. Nói chung là tại vì mọi người chọn thấp quá. Tiếp lộn mang ghế mà. Đây rồi. Không phải tê. Bỏ. Thái tử làm cái lộn gì đây? Bỏ. Tự nhiên có nhân vật đấy bỏ thôi. Ây à. Càng quá nhờ. Thái tử mạnh đây. Tôi biết người đấy là ai. Rồi. Anh thứ hai nhiều ấy. Anh tôi biết người đấy là ai nhá. Hai chiếc hai là nhiều bạn nhất mà. Nhưng mà ý là hết rồi đó. Nãy giờ mọi người xài là hết rồi đó. Hai bỏ hai. Bây giờ chỉ cần một ông nào đấy không bị ngu hay là là trò chơi sẽ kết thúc sớm. Bỏ hai. Bỏ cả tấm luôn. Bỏ cả tấm.
Mày cũng thích đuổi. Ok, không sao. Bỏ cả tấm, bỏ cả thánh chỉ. Mượt ghê nhờ. Mày đưa bài cho xem nào. À, đưa bài. Lộ hai lá, lộ hai lá, lộ hai lá. Lộ hai lá đó. À, lộ lên bài nào. Lên bài nào. Trích lệ gít, trích lệ gít. Trích lệ gít nào. Đi ê, trời ơi. Đây đây. Nó cấm mà. Đây ạ. Hiện thế của tấm phát nữa, đầu thai quả thi ngay. Cái gì mà giấy ra vậy? Mình có chiếc em. À đây ạ. Một chiếc lấy ghi đẹp. Em ơi, anh cầm trang máu của em ạ. Cho nên là tiếng Anh quyết. Ê, mà rất buồn. Thế vậy. Ai à? Thế vậy nhỉ? Thế vậy. Mình chơi này ghi nhất Việt Nam. Một lần mỗi người một lá. Anh người bên cạnh à? Anh người bên cạnh. Đây đây. Đấy như nào đây? Cho. Cho hai người bên cạnh á. Ừ. Anh này căng thế nhỉ? Sắp bắt bài kìa. Đúng rồi. Mày hơi khó. Bắt tuần. Bây giờ thằng chết soi rồi, khổ rồi. Soi ra mẹ hả? Vừa hiện tới cô tấm bắt cô tấm kia này quả thi. Quá. Soi, nói soi sen. Rồi, bye bye. Anh dài đi. Một thẻ thôi. Chết mẹ đéo rồi thôi. Nằm ngoài tính toán của anh rồi. Chết rồi. Có công tên rồi, có công tên. Cancel, cancel. Cancel, cancel. Cancel, ai liêm cancel đi. Cancel lại luôn đi. Mày đi đồ gì á? Mày đi đồ gì á? Tao là to ra mẹ rồi, mày này còn như... Thằng này không ổn rồi. Mày là đặt trong tình nghi rồi. Khả năng là thằng này thấy mẹ. Rồi, qua lờ. Đụng lên mẹ rồi, lên 4 tuổi. Không cần. Lên đường đi em. Go, yeah. Chính em là đang đưa con cá vào tay nó rồi. Bảo rồi nó muốn đẩy con cám đi mà. Là em không đẩy con cám, em đẩy con lễ tế spe luôn để cho biết là gì hè phách được mà. Nhà này liêng này, tao xem từ lúc đầu luôn, tao con cơm luôn. Em để lấy cái tế spe chắc là anh... Đúng rồi, anh phải chi đi. Mày cái đây. Em lấy cái tế spe luôn. Cái hiện anh có thị. Em đem lấy cái tế spe làm lấy cái tế spe là anh cái này bay. Buồn cười. Cancel hết luôn. Mày bị cancel ấy. Tự nhiên bị cancel. Lấy cám lại lại. Thứ nhất bị cancel không vì ném đồ sang đây cái là biết ném đồ vào đây là xong rồi. Ai bởi vì anh lúc đầu anh là cám, anh dí là cái gì? Anh dí con cám sang bên đằng này. Đấy là mình review hết á, mình chọn người. Nếu như người đó là cám thì mình mà lúc đấy cũng có con này mà. Còn nếu mà không phải là mình chết thì đẩy ra mắt là cũng đẩy về luôn.